Sáng ngày 6 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân xã Nam Bình, Hội Doanh nghiệp huyện tổ chức khai mạc giải thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dự buổi khai mạc có các đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Trung, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Đinh Thị Hoàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Vũ Huy Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Vũ Xuân Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Hoàng Viễn Huy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp và địa phương. Giải thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Doanh nhân Việt Nam thu hút 200 vận động viên đến từ 25 đội ở 4 bộ môn: bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng bàn nam, cầu lông nam. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu bóng chuyền da, bóng chuyền hơi đồng loạt diễn ra trên 4 sân thể thao, thu hút đông đảo khán giả, cổ động viên xem và cổ vũ. Các trận đấu bán kết, chung kết vào buổi chiều cùng ngày, việc tổ chức thành công giải thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Doanh nhân Việt Nam là nhờ có sự ủng hộ tài trợ kinh phí của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, cùng sự đồng hành hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện trong suốt thời gian diễn ra các trận thi đấu ở các bộ môn. Thông qua giải thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, mang lại sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ đảng viên, người lao động, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các doanh nghiệp.